Để tăng cường sức mạnh trong chuyện phòng the, nhiều nam giới đã tìm hiểu và sưu tầm cả bộ rượu quý như rượu ba kích, rượu cá ngựa, rượu rắn. Bên cạnh việc uống rượu, nhiều người cũng tìm đến những loại thực phẩm được cho là bổ xương và giúp tăng cường sức mạnh. Trong đó, hải sâm vẫn được các quý ông tôn sùng là nhân sâm dưới nước vì nó có giá trị cao. Không những thế, nhiều người vẫn quan niệm hải sâm là thần dược trong việc tăng cường sinh lực phái mạnh. Thực tế, hải sâm hay còn gọi là đỉa biển vì hình dáng giống con đỉa ở vùng nước ngọt. Nó là động vật biển không xương sống, thân dài, hình ống. Thân hải sâm là một lớp thịt dày được cấu tạo theo dạng hình ống. Phía ngoài có nhiều u, bướu, sần sùi. Chúng ăn các chất phân rã trong nước biển hay trong cát và có thể sinh sống ở nhiều vùng biển có nhiệt độ khác nhau trên trái đất. Hải sâm thường sống ở vùng biển ven bờ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hải sâm cũng là một loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là chất đạm. Cụ thể, trong hải sâm có 21,45% protein, 0,27% lipid, 1,37% glucid, phosphor 0,22, sắt 4 phần nghìn, kali 0,7. Thế còn về thành phần dinh dưỡng thì người ta đã được nghĩ hải sâm là một, có lẽ là một cái vị thuốc hoặc là có lẽ một cái thực phẩm mà được nghiên cứu khá là công phu. Và người ta cho thấy rằng là hải sâm là một cái thứ mà đơn thuần là albumin, là protein mà không có thành phần cholesterol. Hải sâm không khó kiếm, nhưng chế biến hải sâm rất cầu kỳ, nên nó chủ yếu được chế biến trong các nhà hàng, khách sạn để đảm bảo được mùi vị và giá trị dinh dưỡng. Đầu tiên phải bóp muối, chà mạnh cho bong hết lớp u sần sùi và lớp màng bên ngoài. Sau đó mới đem đi sơ chế. Hải sâm thường có màu đen, nhìn không mấy thiện cảm, nhưng khi sơ chế, nó sẽ có màu trắng trong hấp dẫn và là nguyên liệu của rất nhiều món ăn ngon. Hải sâm có 4 loại chủ yếu ở thị trường Việt Nam mình là hải sâm gai, hải sâm vú, hải sâm trắng, hải sâm vàng. Đấy. Hải sâm này thì là cái giá trị dinh dưỡng của nó thì là rất là tốt, nó mang tính ấm và bồi bổ sức khỏe, và nhất là cho những người suy nhược thần kinh. Hải sâm thì chế biến được rất nhiều món, ví dụ như canh gà hải sâm xào lấm, hải sâm sốt dầu hào, hải sâm xào tứ xuyên, rất là nhiều món về hải sâm. Thì cái lượng khách đến nhà ăn hải sâm cũng rất là tương đối. Còn cái giá thành ví dụ thì nó cũng vừa phải thôi, cũng không là đắt. Một số nghiên cứu khác cho rằng các loại động vật không xương sống ở biển có thể dùng để phòng và chữa bệnh xơ vữa động mạch. Trong đông y, hải sâm là vị thuốc quý nên thường dùng để nhuận táo, chữa các chứng suy nhược, thường bồi bổ cho bệnh nhân vừa ốm khỏi, đặc biệt ăn hải sâm giúp bổ thận, tráng dương, ích tình. Đây cũng chính là lý do vì sao hải sâm được rất nhiều quý ông lựa chọn. Nó có thể là kích thích tiết ra các cái hormone, trong đó có cái testosterone.
Cho nên là người ta mới bảo rằng là cái hải sâm này nó là trong các cái thức ăn quý của vua chúa ngày xưa đấy, thì sơn hào hải vị đấy, thí dụ như là bào ngư rồi yến rồi thì đấy, thì người ta cũng xếp hải sâm này vào. Và đây chính là cái sâm biển, để muốn nói rằng là nó có cái giá trị dinh dưỡng và có cái giá trị bổ, mà đặc biệt là nó có cái khả năng là giúp cho cái tăng cái hàm lượng testosterone, là vì vậy mà có một số người cho rằng là nó bổ đối với nam giới. Người Việt vốn có tư tưởng coi trọng hình thức, nên những loại thực phẩm mà có gắn với chữ sâm thường rất được ưa chuộng. Do đó, hải sâm vẫn được truyền tai nhau là nhân sâm dưới nước, mà cái gì bổ, cái gì tốt, họ đều có thể đem đi chế biến để ăn hay đem đi ngâm rượu để uống. Nhất là hải sâm lại có tác dụng bổ thận, tráng dương, nên hải sâm nếu được đem đi ngâm rượu cùng rắn biển, cá ngựa thì lại càng được coi trọng. Tuy nhiên, hải sâm hay bất kỳ một loại hải sản nào khi đem đi ngâm rượu đều cần phải sơ chế và chế biến rất kỹ. Do đó, nếu sử dụng các loại rượu ngâm hải sâm đang bán trên thị trường, không những không phát huy được tác dụng cường dương mà còn khiến lợi bất cập hại. Với các món ăn từ hải sâm, quan niệm hải sâm là nhân sâm dưới nước không phải lúc nào cũng đúng, vì hải sâm có rất nhiều loại khác nhau, trong đó có nhiều loại có chứa độc tố. Người tiêu dùng hiện nay chưa có đủ kinh nghiệm cũng như kiến thức để phân biệt. Do đó, nếu chẳng may ăn phải loại hải sâm có độc thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên thì người ta đã xác định hiện nay có khoảng hơn 1.100 loài hải sâm. Thì trong đó có khoảng 30 loài là cái loài hải sâm mà có nhiều cái hoạt chất khá độc. Chưa kể là do cái sự thay đổi về môi trường, phóng xạ cũng như là các cái sự ô nhiễm ở biển thì có thể là cái lượng hải sâm mà mang độc tính càng ngày càng cao. Có những cái hải sâm mà từ xưa nay vẫn được dùng làm thuốc. Do đồn thổi, do giới thiệu của người bán, nên nhiều quý ông luôn cố gắng tìm ăn và ăn thật nhiều hải sâm. Các chuyên gia khuyến cáo, hải sâm cũng như rất nhiều loại hải sản khác, chứa rất nhiều đạm. Nếu người nào có cơ địa dị ứng với hải sản, hoặc nếu ăn với số lượng lớn, thì rất dễ bị ngộ độc. Tuy nhiên vì cái hoạt chất của hải sâm ấy, và các protein của hải sâm ấy, nó quá nhiều và cũng có rất nhiều protein cũng khó tiêu hóa. Vì vậy những người mà tỳ vị hư nhược, người mà ăn uống kém, dễ đầy bụng, khó tiêu thì hạn chế ăn hoặc ăn với cái liều ít hơn người bình thường, hoặc trẻ nhỏ phải ăn cái liều thấp. Đương nhiên chúng ta không thể ăn hải sâm ở cái dạng là cứ thế mang về mà ăn được, mà chúng ta phải chế biến, bởi vì chính cái việc chế biến đó là chúng ta góp một phần để tăng cường cái sự chuyển hóa cũng như khả năng hấp thu của hải sâm đối với cơ thể. Thông thường thì có lẽ nhà hàng người ta sẽ có rất nhiều cách chế biến, nhưng thể thức chế biến của họ hướng tới là giảm độ tanh, giảm độ dai, tăng cái độ giòn, tóm lại tăng phần khoái khẩu nhiều hơn là phần hấp thu. Thế phần hấp thu thì thông thường người ta cần nhất là trong đó là có gừng, vì gừng thì kiện tỳ, làm ấm chân tỳ, làm tăng cái quá trình hoạt hóa của tỳ để tăng hấp thu một cái lượng đạm lớn như vậy.
Theo quan niệm đông y, thuốc bổ thận tráng dương không phải để sinh hoạt được nhiều, mà là để con người khỏe mạnh. Còn sinh hoạt tình dục chỉ là một vấn đề nhỏ nằm trong đó. Không phải cứ bổ thận tráng dương là giúp tăng cường sinh hoạt phái mạnh. Nếu không biết cách ăn uống và sinh hoạt hợp lý, thì không loại thực phẩm nào phát huy được tác dụng. Nếu mà đã nói thực sự thì chúng ta biết rằng cái gì nó cũng có. Thí dụ như là bây giờ cứ đưa một chất vào trong cơ thể thì đâu có phải là người ta sử dụng được cái chất đó đâu. Mà cái quá trình hoạt động về sinh dục chẳng hạn thì bạn biết là một, tức là nó có cái hệ thống là dưới vỏ nó tiết ra các cái hormone nó kích thích để cho cái tuyến yên nó tiết ra các cái hormone. Các hormone của tuyến yên nó mới lại tác động vào cái tuyến sinh dục. Lúc đó tuyến sinh dục nó mới tiết ra các cái hormone để hoạt động sinh dục. Tất tần tật đều do vỏ não nó điều khiển cả. Nếu như cơ thể chúng ta ở trong một tình trạng là mệt mỏi, cơ thể chúng ta ở trong tình trạng căng thẳng thì làm sao vỏ não điều khiển được dưới vỏ hệ lưới. Hệ lưới không điều khiển được cho tuyến yên thì làm sao mà chúng ta sử dụng được các cái testosterone kia, mà làm sao mà có được các cái testosterone. Theo các chuyên gia, sử dụng rượu rắn, rượu cá ngựa hay rượu hải sâm để tăng cường khả năng ân ái là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Cơ thể có rượu giúp khí huyết lưu thông, đưa máu đi đến nhiều nơi trên cơ thể, sẽ tạo nên cảm giác hưng phấn do rượu. Đây là một quá trình bảo vệ, quá trình bảo vệ sức khỏe, mà bảo vệ tổng thể chứ không phải chỉ trông vào là một vị thuốc thần rượu nào. Bảo vệ tổng thể là chúng ta có chế độ sinh hoạt như thế nào, chế độ lao động như thế nào, đừng cho nó mệt mỏi. Các cụ bảo đa sâm bại thận, thế bây giờ đã bại rồi thì thuốc gì cũng hỏng. Thế cái thứ hai tức là trong cái sinh hoạt thì chúng ta ăn phải đủ chất chứ. Cái cấu tạo của testosterone là từ cholesterol. Từ cholesterol thì chất ăn là để nó cấu tạo nên cái cholesterol này. Nếu uống nhiều loại rượu này sẽ bị phụ thuộc và lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, gây suy giảm thể lực, thận kém. Một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái sẽ là tiền đề để có một cuộc sống hạnh phúc. Hải sâm là một món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe thì không ai có thể phủ nhận. Vấn đề là ở chỗ chúng ta phải biết dùng đúng, dùng đủ, phải biết lựa chọn đối tượng để ăn, lựa chọn cách ăn, cách chế biến, và đặc biệt không nên thần thánh hóa tác dụng bổ xương của hải sâm, vì như thế sẽ dẫn đến dùng sai và gây hại cho sức khỏe.